đốn ngộ kẻ tham tổ sư thiền và xỉn để chẳng tin kẻ chẳng tin Phật Pháp. Tất cả các Bồ Tát và chúng danh mạt Pháp thường nên giữ luôn này. Tùy thuận siêng tu tập, theo sức đại bi Phật, chẳng lâu chứng nhất bàn. Khi ấy tịnh chư nghiệp chướng Bồ Tát ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy nhiễu quanh Phật ba vòng đảnh lễ chân Phật chấp tay quỳ gối bạch Phật rằng. Đại bi Thế Tôn đã vì chúng con giảng rõ những hành tướng bất khả tư nghi nơi nhân địa của tất cả như lai. Khiến đại chúng được Pháp chưa từng có. Thấy những cảnh giới siêng năng khổ tu đã trải qua hàng gia kiếp của Phật. Ví như trong một niệm sát na thấy đủ tất cả công dụng của Như Lai, bậc Bồ Tát như chúng con thật tự cảm thấy hân hạnh biết bao. Bạch Thế Tôn nếu giác tâm này bản tánh trong sạch vì sao lại bị ô nhiễm khiến những chúng sanh mê muội chẳng thể ngộ nhập. Xin như lai vì chúng con khai thị pháp tánh để làm đạo nhãm cho tương lai khiến đại chúng trong hội này và chúng sanh đời mạt pháp dễ được ngộ nhập. Ngài tịnh chư nghiệp chướng Bồ Tát nói xong, năm vóc gieo sát đất đảnh lệ thưa thỉnh ba lần như vậy. Bây giờ thế tôn bảo tịnh chư nghiệp chướng Bồ Tát rằng lành thay, lành thay, thiện nam tử, ngươi khéo vì các Bồ Tát và chúng sanh đời mặt Pháp hỏi như lai về những phương tiện như thế, đây ngươi hãy lắng nghe ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Khi ấy tịnh chư nghiệp chướng Bồ Tát và đại chúng hoan hỷ vâng lời Phật dạy im lặng mà nghe. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh từ vô thị đến nay vọng chấp thật có bốn tướng ngã nhân, chúng sanh và thọ mạng nhận lầm bốn tướng điên đảo này là thật thể của mình. Do đó liền sanh hai cảnh yêu ghét, vậy nơi thể hư vọng lại chấp thêm một lớp hư vọng nữa. Hai thứ vọng nương nhau sanh ra vọng nghiệp, vì có vọng nghiệp nên vọng thấy có luân hồi. Kẻ nhàm chán luân hồi lại vọng thấy có niết bàn, do sự chấp thật ngã tướng này nên chẳng thể ngộ nhập bản giác trong sạch chẳng phải bản giác chống cự với những kẻ năng nhập vì có kẻ năng nhập ngã tướng thì chẳng phải bản giác vậy cho nên động niệm và dứt niệm đều thuộc về mê muội tại sao vì có bổn khởi vô minh đã làm chủ cho mình từ vô thì rất khó đoạn trừ phải có huệ nhãn mới trừ được vì tất cả chúng sanh sanh ra chẳng có huệ nhãn, hiện tiền các tánh thân tâm đều là vô minh, vô minh chẳng thể dứt vô minh, cũng như người có sinh mạng, sinh mạng chẳng thể tự dứt sinh mạng vậy. Vậy ngươi nên biết có người yêu ta tùy thuận với ta thì tâm sanh hoan hỉ, người chẳng tùy thuận thì liền sanh oán ghét. Có tâm yêu ghét để nuôi dưỡng vô minh làm cho vô minh tương tục mãi, nên cầu đạo chẳng thể thành tựu. Thiện Nam Tử Thế nào là ngạ tướng? Những chúng sanh tu hành, tâm biết có sở chứng đều thuộc về ngạ tướng. Thiện nam tử, ví như có người cơ thể điều hòa thư thái, tay chân thư giãn, bỗng quên mất thân ta, vì ăn uống thất thường sanh ra bệnh hoạn nhờ thầy thuốc châm cứu thấy đau mới biết có ta còn đây, cho nên người chấp có sở chứng mới hiện ra ngạ tướng. Thiện nam tử nếu tâm liệu chi rốt giáo biết có sở chứng, dù chứng đến thanh tịnh nhất bàn của Như Lai đều thuộc về ngã tướng. Thiện Nam Tử, thế nào là nhân tướng? Như những chúng sanh tâm có sở chứng, cho kẻ năng chứng là ta, nay tiến thêm một bậc ngộ biết chứng chẳng phải ta, ngộ này siêu việt tất cả chứng, nhưng còn dự tâm năng ngộ tức là nhân tướng. Thiện Nam Tử những tâm biết có năng sở đều thuộc về ngã tâm dù chỉ còn chút năng ngộ để chứng lý cùng tột của niết bàn đều gọi là nhân tướng. Thiện nam tử, thế nào là chúng sanh tướng? Chỗ này là những chúng sanh có tâm biết năng chứng năng ngộ đều chẳng thể đến. Thiện nam tử, ví như có người nói rằng ta là chúng sanh thì biết kẻ nói chúng sanh kia chẳng phải ta cũng chẳng phải ngươi sao nói chẳng phải ta vì ta là chúng sanh thì chẳng phải ta sao nói chẳng phải ngươi vì nói ta là chúng sanh thì chẳng phải ngươi cũng chẳng phải ta vậy lực ơ giải nói ta là chúng sanh vì chúng sanh là nhiều người nhiều loài nay nói ta chỉ có một mình ta thì chúng sanh chẳng phải ta Nói ngươi cũng vậy, chỉ một mình ngươi chẳng phải nhiều chúng sanh, nên nói ta là chúng sanh thì chẳng phải ngươi cũng chẳng phải ta vậy. Lược giải hết, thiện nam tử, nếu những chúng sanh có tâm biết năng chứng năng ngộ đều là ngạ tướng nhân tướng. Nay tiến thêm một bậc liệu chi chỗ này là ngã tướng nhân tướng chẳng thể đến nhưng còn có sở liệu chi biết có năng chứng năng ngộ để lìa nên gọi là chúng sanh tướng thiện nam tử, thế nào là thọ mạng tướng? Những chúng sanh nay tiến thêm một bậc nữa tâm quán chiếu sáng tỏ chiếu soi tâm liệu chi cũng bất khả đắc chỉ còn một giác thể trong sạch. Giác thể này tất cả nghiệp trí trong luân hồi đều chẳng thể tự thấy được cũng như con mắt chẳng tự thấy mắt tất cả tịch diệt. Vì trụ nơi tịch diệt thì mạng căn chưa dứt nên gọi là thọ mạng tướng. Thiện Nam Tử nếu ta chiếu soi thấy tất cả người giác chi là cấu bẩn của Trần Lao, có năng giác sở giác là chẳng lìa được Trần Lao. Ví như canh làm tan băng, canh là năng tan, băng là sở tan. Khi băng đã tan thì canh và băng đều thành nước, năng tan canh sở tan băng đều diệt, nếu còn có kẻ biết băng tan thì còn cái năng biết, cái biết đó là ngã. Nói còn thọ mạng tướng thì nghĩa cũng như vậy thiện nam tử, chúng sanh đời mạt pháp chẳng rõ bốn tướng không thật. Dù trải qua nhiều kiếp siêng năng khổ hạnh tu hành, chỉ gọi là pháp hữu vi, rốt cuộc cũng chẳng thể thành tựu tất cả thành quả pháp vô vi, cho nên gọi là tránh pháp trong đời mạt pháp. Tại sao? Vì lầm nhận tất cả ngã tướng cho là tướng nhất bàn. Cho có chứng có ngộ mới gọi là thành tựu cũng như có người nhận giặc làm con thì tài sản nhà họ chẳng thể thành tựu tại sao như có người ái luyến ngã cũng ái luyến yết bàn đè nén gốc ái luyến ngã trở thành tướng yết bàn có người chán ngã cũng chán sanh tử chẳng biết gốc ái luyến ấy mới thật là trơn sanh tử vậy nay có tâm nhàm chán sanh tử nên gọi là chẳng giải thoát tại sao biết được pháp ấy chẳng giải thoát thiện nam tử chúng sanh đời mạt pháp tu tập bồ đề cho sự chứng của mình là tự trong sạch chứng được chút ít cho là đủ chưa dứt sạch cội gốc của ngã tướng nên chẳng giải thoát nếu có người tán thán pháp mình thì liền sanh tâm hoan hỷ muốn cứu độ họ nếu phỉ báng pháp sở đắc của mình thì liền sanh tâm sân hận vậy thì biết cái tâm chấp ngã tướng rất kiên có tiềm ẩn trong tạng thức gặp ngoại cảnh kích thích thì phát khởi hiện hành nơi các căn mãi chẳng gián đoạn thiện nam tử người tu hành vì chẳng dứt sạch ngã tướng nên chẳng thể ngộ nhập bản giác trong sạch thiện nam tử nếu biết ngã tướng vốn không thì chẳng có cái bản ngã để cho họ tán thán và phỉ báng nay thấy có ta thuyết pháp thì ngã tướng chưa dứt nhân tướng chúng sanh tướng thọ mạng tướng đều cũng như thế thiện nam tử chúng sanh đời mạt pháp vì chưa dứt ngã tướng cho sự thuyết pháp là do ta thuyết nên pháp của họ thuyết là thuyết cái bệnh của ngã tướng chẳng phải thuyết cái pháp của liết bàn vậy cho nên gọi là kẻ đáng thương xót dù siêng năng tinh tấn chỉ tăng thêm các pháp của bệnh nên chẳng thể ngộ nhập bản giác trong sạch thiện nam tử. Chúng sanh đời mạt pháp vì chẳng thấu rõ bốn tướng kể trên, chấp chỗ hành và kiến giải của Như Lai cho là kiến giải của mình, vì chẳng phải do tự mình tu chứng, nên rốt cuộc chẳng thể thành tựu. Hoặc có chúng sanh chưa đắc nói đắc chưa chứng nói chứng, thấy người hơn ta thì sanh tâm ganh tị, ấy là do chúng sanh đó chưa dứt ngã kiến, nên chẳng thể ngộ nhập bản giác trong sạch. Thiện Nam Tử chúng sanh đời mạt pháp muốn tu thành đạo chớ nên sanh tâm cầu ngộ người sanh tâm cầu ngộ thì muốn học rộng nghe nhiều để hiểu thêm giáo lý vậy chỉ thêm đa văn tăng trưởng ngã kiến chẳng phải người trơn tu người trơn tu chỉ nên tinh tấn hàng phục phiền não khởi tâm đại dũng mãnh niết bàn chưa đắc khiến cho đắc phiền não chưa dứt khiến cho dứt những tâm tham sân si mạn, siêm khúc ganh tị đối cảnh chẳng sanh, ân ái giữa mình và người tất cả đều tịch diệt, Phật nói người ấy sẽ dần dần thành tựu thánh quả. Nương theo nhân địa này tu hành để cầu thiện tri thức thì chẳng đọa tà kiến, nếu có sở cầu khác với nhân địa phát tâm kể trên, lại sanh lòng yêu ghét thì chẳng thể ngộ nhập biển giác trong sạch. Lúc ấy Thế Tôn muốn giảng lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng tịnh nghiệp chướng nên biết, tất cả những chúng sanh, đều do chấp ngạ tướng, luân hồi từ vô thỉ, chưa dứt sạch bốn tướng, chẳng được thành bồ đề, yêu ghét sanh nơi tâm, sim khúc giữ trong niệm, cho nên bị mê muội, chẳng thể vào giác thành. Nếu muốn về cõi Phật, phải bỏ tham sân si, tâm chẳng ái luyến pháp pháp niết bàn, dần dần được thành tựu thân ta vốn chẳng có, yêu ghét do đâu xanh. Cầu thầy bạn tránh tu, thì chẳng đọa tà kiến. Nếu tâm cầu pháp khác, rốt cuộc chẳng thành tựu. Khi ấy phổ giác Bồ Tát ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy đi nhiễu quanh Phật ba vòng, đảnh lễ chân Phật chấp tay quỳ gối bạch Phật rằng. Đại bi thế tôn đã thuyết rõ những thiền bệnh khiến đại chúng trong hội được pháp chưa từng có, tẩy sạch nghi ngờ trong tâm ý, được đại yên ổn. Bạch Thế Tôn, chúng sanh đời mặt pháp xa dần đời Phật bậc thánh hiền ẩn giật tà pháp lại thịnh thêm. Vậy chúng sanh muốn tu hành phải cầu người thế nào, đương theo pháp nào, hành theo hạnh nào, chứ bỏ bệnh gì, phát tâm như thế.